Mến chào quý khách hàng gần xa của kênh Bonsai Lợi Nguyên nha. Hôm nay đến với clip mới nhất của em, Thịnh Lợi giới thiệu một số mặt hàng tranh xưa, hàng sưu tầm, đồ đồng cũng như đồ gốm giao lưu dùng với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi ơi. Thôi mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên của em ngày hôm nay nha. Tiếp tục hôm nay em có sưu tầm về một số đồ đồng xưa cũ và đồ gốm nha. Tranh dầu để giao lưu qua số điện thoại của em 0772 877278 nha em, tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, phố Cần Thơ. Thì đầu tiên vô đem xin giới thiệu là mã số 1A nha bà con. Đây là một con cọp bằng đồng rất là đẹp nha, cọp kim tiền. Trên lưng đó là những cái đồng xu đây nha bà con. Đây, cọp phong thủy kim tiền nha. Con này thì con lớn, năm tới là năm con cọp nha bà con, mình sưu tầm về đi. Rất là đẹp nha. Con này thì tuổi đời em khoảng chừng mười mấy 20 năm nha bà con, tầm khoảng 20 năm nha. Hàng này của người ta cũng đang chơi có một con thôi. Đây, hôm nay thì mình cũng giao lưu cho bà con mình luôn nha. Chiều cao này em đo là 25. Chiều dài tổng thể luôn nha bà con là 68 nha, 68. Đây, hoành bụng là 40. Cặp kim tiền nha. Cặp này thì rất là nặng nha bà con. Cặp này gần 13 kg, nhưng mà em trừ 2 cho bà con 12 kg đi, trên 12 kg nha. Để em quay mặt con cho bà con mình xem nha. Đó, mình tính trừ hao như khoảng hơn 12 kg nha bà con. Rồi, rất là đẹp nha bà con. Hàng này mình sưu tầm nha, chân trong nhà mình phong thủy rất tốt luôn, sang năm cũng là năm con cọp luôn nha bà con. Cọp này rất to nha, nặng gần 13 kg luôn nha, 12 kg mấy 13 kg luôn. Đây, rất là nặng. Đây, bên bụng luôn nha, có cái mọc nha bà con. Xem kỹ giùm em. Liền lạc lành tích, rất là đồng đẹp nha. Đây, cọp kim tiền. Rồi con cọp mã số 1A giao lưu bà con có giá là 6 triệu đồng nha, bao ship toàn quốc bà con mình luôn. Đây, cân nặng là trên 12 kg nha bà con. Bà con mình về xem kiểm tra hàng kỹ giùm em nha. Đây, rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết thì bà con mình cứ kết bạn Zalo, em sẽ không kỹ sẽ gửi hình thêm cho bà con mình thêm nha. Đến với mã số 2A. Đây là một cái dĩa Biên Hòa xưa nha bà con. Dĩa này thì tuổi đời tầm 25 năm, 25 30 năm thôi. Đây, thập niên 90. Này gốm Yên Hòa nha. Cái này là 8 con ngựa bát mã nha bà con. Tượng trưng cho mã đáo thành công. Bà con mình sưu tầm về là cho gia đình làm ăn phát tài phát lộc nha. Đây, dĩa thì làm tích hết bao ra bà con mình luôn, không hề bị mẻ hay nứt giá chỗ nào. Rồi mình đo thông số đi anh, rồi mình để lên cho bà con. Cái đường kính dĩa là 51 nha bà con. Đường kính dĩa 51 nha. Đây, 8 con ngựa. Rất là nặng nha bà con. Dĩa rất to, rất nặng. Dĩa này mình có thể là có cái để trưng bày nha. Mình về mình làm thêm một cái chân bằng gỗ á, mình chơi rất đẹp. Con mình xem giùm em. Có mọc nha bà con. Có một nổi luôn nha. Một lò một nổi. Đây, hai cái chỗ này là người ta đã thiết kế cho mình để mình treo á bà con. Này mình có thể treo tường, mình sọt dây này mình treo được nha. Treo lên tường được luôn. Lạnh tích liền lạc hết luôn nha bà con. Những cái hoa văn này đều chọn nổi rất nổi hết bà con, mình xem giùm em rất đẹp nha. Bao nhiêu ký anh Lợi? Cái dĩa này có khoảng 7 kg. Rồi cái dĩa này là 6,7 kg. Rất to nha bà con, 6,7 kg. Rồi giá giao lưu bà con là 2.800.000 thôi nha. Hàng này thì em sưu tầm được cái giá mềm hữu nghị nên em cũng sẽ để cái bà con mình cái giá rất là dễ sưu tầm luôn. Đến với mã tiếp theo. Đây, mã số 3A nha bà con. Đây, hôm nay em có sưu tầm về được hai cái dĩa thôi nha. Trọng lượng cũng tương đương như cái dĩa hồi nãy nha con, bà con 6 kg mấy á. Đường kính là 51. Rất là đẹp nha bà con. Đây, những con chim én nha. Này là nó hỏi vô quy hết rồi nha. Đây, tích là chợ Bến Thành. Đây, chợ Bến Thành nha bà con. Con xem giùm em. Đây, tích xưa nha. Rất đẹp. Đây, hoa văn là làm kỹ thuật hết nha. Sao đây? Mọc đó nha bà con, có hai móc để mình móc mình treo lên tường. Và những cái đường này là những cái chạm nổi của người ta đây nha. Bông lúa, bông lúa chạm nổi rất đẹp nha bà con, liền lạc làm tích hết. Đây, chợ Bến Thành nha, xích lô ngày xưa nè nha bà con. Đây, đó, những người buôn bán. Còn cái dĩa này giá cũng tương đương cái dĩa vừa rồi nha, 2.800.000 nha bà con. Đây, 2.800.000 đồng. Rồi đến với mã tiếp theo. Tiếp theo là mã 4A nha. Em có một bộ tách trà trồng ẩn mình nha bà con, bằng gốm sứ. Đây, rất là đẹp luôn nha. Hàng này hàng cũng bây giờ. Có sao thì mới vậy nha. hàng này hàng bây giờ thôi. Đây dòm rất là sang trọng. Cái ly thì nó khoảng 5 phân, chiều cao ly 4 phân thôi nha. Còn một cái ấm tích của nó bằng 10 phân. Chiều ngang này của nó là khoảng 13 phân. Cái ấm làm dáng rất là có duyên nha bà con. Đây nè, đầu rồng đây. Đây rồng ẩn bình. Con mình xem em. Rồng ẩn bình nha, hoa văn quả tiết rất đẹp. Hàng làm tích liền lạc hết. Anh để lên cho em xem cái dĩa luôn nè. Đây. Gồm có 6 cái ly và 2 cái dĩa và 1 cái ấm nha. Đây hàng này thì em bao bà con mình về kiểm tra hàng thoải mái nha. Liền lạc làm tích không có mẻ hay là bị nứt hay chỗ nào thì bà con mình mới nhận nha. Đây cái dĩa lớn cũng vậy thôi. Cái dĩa lớn là đừng kính tổng nó là tới 21 nha. Đây cái dĩa lớn ở đây nha bà con. Nguyên một con rồng luôn nha. Rồng ẩn mình. Rất là đẹp. Bộ này thì em chỉ giao lưu là tách trà thôi nha bà con. Còn cái khai là em để bưng lên bưng xuống. Cái khai là để bưng nha. Bộ này giao lưu bà con có giá 1.200.000 nha. Đây 1.200.000 đồng. Còn cái mâm thì em để hầm bưng lên xuống cho dễ nha. Có bưng là 50 nóc thôi. Em còn một bộ nữa nha bà con. Đến với mã số 5. Đây. Đây. Cũng tương đương vừa rồi luôn. Kích thước thì như nhau nhưng mà cái tích của nó thì khác. Đây. Mình giới thiệu bà con cái tích này là tích Thất Hiền nha bà con. Đây tích Thất Hiền. Bà con mình xem dùm em. Rất là đẹp nha. 7 vị tiên. Đây Thất Hiền 8. Thất là 7. Rất là đẹp nha bà con. Liền lạc làm tích hết. Đây ấm đây. Xem dùm em. Rất là sang trọng nha bà con. Mình về kiểm tra hàng thoải mái. Cho xem cái triện mọc ở dưới kìa. Đây. Đây. Hàng này về bà con mình cứ ghim đèn vô đây nè, sáng lên bà con mình sẽ thấy những cái hoa văn của nó rất là đẹp. Bộ này cũng tương đương bộ vừa rồi thôi, 1.200.000 nha. Nhưng mà không có cái khai nóc nha bà con. Cái khai đó em dành bưng lên bưng xuống cho tiện với xinh đẹp cho bà con mình xem rõ hơn. Đến với mã 6A. Đây là một con cá ngăn lông nha. Đây. Chiều cao này em đo là 19, chiều dài tổng thể nó là 40. Hoành bụng này em đo là 24 thôi. Đây cái hoành đế này là 53. Đây rất là đẹp nha bà con. Cân nặng là 4,4 kg. Đây cá ngăn lông nha. Đường dãy đây. Đây nằm nguyên một sâu tiền luôn nha bà con. Rất là đẹp nha. Này mặt chân đế đây nha. Cá phong thủy. Rồi người ta cũng gọi là cá rồng đó nha bà con. Cá rồng nha. Cân nặng là 4,4 kg, giá giao lưu bà con nha. Là 2.600.000. Đây 4,4 kg nha, 2.600.000 đồng. Đến với mã tiếp theo là mã số 7A. Đây em có một bộ Bát Tiên Quá Hải nha. Đứng trên mình lưng con rồng. Đây. Chiều cao em đo là 11, chiều dài tổng thể luôn là 30 nha. Thuyền Bát Tiên này em chỉ còn có một cái nên để giá sale cho bà con mình em nha. Còn một cái duy nhất thôi. Cân nặng 1,5 kg nha bà con. Rồi giá thì cũng rất là hữu nghị luôn, nặng 1,5 kg. Giá thì 1.400.000 thôi, 1.400.000. Mang tính chất phong thủy nha. Thì cho mang lại ít tốt cho gia đình gia chủ mình. Đến với mã số 8A. Đây rất là đẹp luôn. Một cái bát nhang nha. Cái bát nhang xưa nha bà con. Hàng này là hàng xưa. Đây chậm nổi hết luôn nha. Này em chỉ mới về sinh sơ thôi. Bà con mình về đánh bóng thêm nữa nó rất là sáng nữa nha. Hàng này thì hàng động nguyên chất em bao bà con mình về kiểm tra hàng thoải mái luôn. Chiều cao này em đo là 11, đường kính miệng là 10 phân. Hũ bì là 13 nha. Đây cái này thì cân nặng 1 kg, gần 1 kg. Rất là dày, rất là nặng nha bà con. Đây. Giá giao lưu bà con 1 triệu đồng nha. Hàng này tuổi đời trên 30 năm nha bà con. Vậy bà con mình kiểm tra hàng xem kỹ hàng giùm em. Mã số 9. Đây là một cái ấn gồng 9 gồng nha. Đây ấn này như củ quan thôi, cũng vừa thôi. Chiều cao này em đo là 11. Hoành đế tổng là 23. Đây xung quanh mặt là vò những con rồng đây, 2 con. Đây 2 con nữa nha. Đây 2 con 6, đây 3 con là 9 con nha bà con. Đây ấn Cửu Long 9 rồng. Rồi giá giao lưu bà con 700.000 đồng thôi nha. Đây giá rất hữu nghị luôn. Đến với mã số 10. Đây cũng là một tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Đây là một bộ tranh sơn dầu. Sơn dầu nha bà con, rất là đẹp nha. Đây cái này là Tứ Đại Mỹ Nhân, cầm kỳ thi họa nha. Con mình xem dùm em, rất là đẹp. Trên này là trên xưa nha, trên này tuổi đời mấy chục năm nha bà con. Hàng vẽ tay hoàn toàn nha bà con. Này rất là ý nghĩa, hàng xưa của người ta. Chơi chân nữa nha. Chiều cao tổng thể em đo là 134. Một miếng như thế này bề ngang nó khoảng là 35 thôi. Đây đo tổng hết chiều ngang này. Tổng hết luôn là 140. Rất là đẹp nha bà con. Đây 4 cô gái. Đây, hàng này cũng khoảng từ 4-50 năm trở lên rồi nha bà con. Này cũng lâu đời rồi nha. Bức tranh này có một cái lỗi nhỏ nha bà con. Bức tranh này có lỗi là thời gian qua lâu quá cho nên nó cái vết dưới này thôi, nó bị chỉ có một bức là nó bị rách ngang cái miếng lưới nha. Rồi tụi em để xử lý lại đây, nha bà con. Sao thì em báo bà con mình biết. Đây, một đường thôi. Nhỏ, một bức thôi. Trên sơn dầu. Còn ba bức kia thì bao cho bà con mình làm tích hết nha. Hàng giấy tay, hàng sàn, hàng sưu tầm nha. Tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân. 4 người đẹp nha bà con. Gọi là mà tập kỳ đi quả nha. Thì giá giao lưu bà con 1.200.000 thôi nha. 4 tấm. 1.200.000. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay nha. Bonsai Lợi Nguyên cũng xin mến chào bà con. Thì rất cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh. Rất mong bà con mình ủng hộ em clip này nha. Mình xin kính chào hẹn gặp lại. Mến chào tạm biệt quý bà con nha. Các bà con yêu mến kênh hãy bấm like, đăng ký, chia sẻ để tụi em có động lực làm thêm những clip mới cho bà con của mình giao lưu nha. Xin chân thành cảm ơn và mến chào tạm biệt ạ.